Thái Thắc 150i đời 26 làm đồ Thái Lan tại tiệm sửa xe Khánh. Ráp là xong nha em. Rồi cũ bị cháy nha em. Cháy tím rồi. Cũ xe làm đồ Thái thay đi rồi dây cũ ra luôn nha em. 25 vẫn là khoảng. Bao chạy bắp nha em. Thời gian làm khoảng 1 tiếng nha em. Anh em tới địa chỉ 462-15-32, phường 2, quận 10. Ở xa thì liên hệ Khánh để mua tùng về đáp ha, 0389910555. Khánh gửi hàng về cho anh em. Còn giữa trước này. Chiếc này là chiếc thứ 3 nha anh em. Nát 150i. Nồi Thái thì bền bóc gấp 3 lần nồi thường nha anh em. Bền bóc thì tiết kiệm xăng. Rồi chào tất cả anh em ha.